Hi, welcome to Netran. That's the night market over there, and across over there is the beach. It's Monday, 6 p.m. We want to eat some fruits here. They have a really good fruits here. Oh, oh. Okay, we're going to try the... we tried durian last time. We're going to try something else. Okay, let's try the jackfruit. Cho là jackfruit. Cái này jackfruit bao nhiêu? Cái này bao nhiêu? 50 50, ok, ăn từ từ nha. Rồi. Tính, cứ tính, cứ tính. Ăn sầu riêng ăn rồi. Sầu riêng ăn rồi, bây giờ ăn nha. Ăn rồi, ăn cơm rồi, mới ăn cơm xong mà. Hello, thì mình ăn tới nào no thì về nhà ngủ thôi á. We're gonna try the food right now. That's 50,000 dong, so. Bộ ăn rồi, cái đó hôm qua ăn rồi. Ăn cái gì khác mới chứ. Để ăn hết cái này rồi lấy thêm ra thôi. Ăn từ từ đó. This is a mango shake. So we try jackfruit, we try slowly. So that jackfruit. With the outside, the seed just go away. They have ice cream or fruit, it's really special. Next to the night market. We call it chè hạt đắc. But you have to boil or cook it. Màu chu lỗ và hô phát ngon quá. Just call meat in Vietnam jackfruit, really sweet. Thank you.
Very good, very sweet. Very good food. Non-long. Delicious.